Đây là clip số 09 trà màu nhá. Anh em nào mua mình để con này 500 ngàn, rất là tố chất, rất là triển vọng. Bắn rất tự nhiên. Anh em nào kết con này liên hệ cho đồng chí Thao chim cú gáy nhé, 0335305982. Ấy, bắn nát chưa? Zoom lại tí nữa. Này 500.000 quá xứng đáng anh em ạ. Để anh em con này 500.000 nhé. Số điện thoại để anh em đặt hàng là 0335305982. Nhà mình thì lúc nào có khoảng 20 em trà màu. Mình uống bình gột vào đám ngon ngẻ để tiền các bạn. Thank you.
Quý vị và các bạn muốn tìm một chú trà mào từ 200, 300, 400, 500 đổ về, các bạn cứ kết nối với đồng chí Thao. Đồng chí Thao sẽ sắp xếp cho các bạn với cái số điện thoại là 033 530 5982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh Chim Cú Váy Hay của chúng mình.